công tác giáo vụ đóng góp một phần quan trọng trong việc hỗ trợ khoa và bộ môn triển khai thực hiện nhiệm vụ cũng như quản lý sinh viên. Sinh viên được xem là chủ thể của quá trình đào tạo trong khoa và luôn được quan tâm đặc biệt về tinh thần, về vật chất, tiếp thu kiến thức, rèn luyện, tu dưỡng và phấn đấu. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, các cuộc thi nói giỏi, tìm hiểu về văn hóa đất nước con người Việt Nam cũng như các nước nói tiếng Anh đã tạo một môi trường thực sự thuận lợi và lành mạnh cho sinh viên phát huy hết khả năng sáng tạo của mình. Thực tế cho thấy, sinh viên khoa ngoại ngữ Đại học Bách khoa Hà Nội đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận như giải nhất toàn quốc cuộc thi các môn khoa học Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2004, giải nhất cấp thành phố cuộc thi tìm hiểu 75 năm Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2005, giải nhì cuộc thi tiếng Anh do Đại sứ quán Hoa Kỳ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho các trường đại học khối chuyên ngữ năm 2005, giải ba cuộc thi Nếu tôi là giám đốc khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh năm 2005. Hai sinh viên khoa ngoại ngữ cùng 8 sinh viên các trường đại học trong cả nước đã xuất sắc vượt qua vòng xét chọn để tham dự chương trình liên kết các công dân trẻ quốc tế tại Philippines do Hội đồng Anh và Trung ương Đoàn Thanh niên tổ chức. Được những thành tích trên, bộ môn thực hành tiếng và dịch, bộ môn lý thuyết tiếng và văn minh Anh Mỹ, cơ sở ngôn ngữ học và Việt học đóng vai trò vô cùng quan trọng. Được sự quan tâm giúp đỡ của nhà trường, Khoa đã tiếp nhận một hệ thống thiết bị giảng dạy hiện đại, bao gồm các phòng luyện tiếng, phòng video, phòng máy vi tính, phòng biên tập các chương trình nghe nhìn. Những phương tiện giảng dạy này đã góp phần làm phong phú thêm, cập nhật thông tin, cải tiến các chương trình giảng dạy cũng như các giáo trình của Khoa. Trong những năm qua, công tác đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hoạt động của Khoa để bồi dưỡng cán bộ giảng dạy, quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước tiếp cận mô hình đào tạo hiện đại, mở rộng quan hệ, nâng cao uy tín và vị thế của Khoa trong nhà trường và trong giới tiếng Anh. Hiện nay, Khoa có quan hệ với các tổ chức, các trường đại học trong và ngoài nước như Green House, LCMS World Mission Hoa Kỳ, Đại học Sun Moon Hàn Quốc, Đại sứ quán Pháp và thường xuyên nhận được sự giúp đỡ có hiệu quả trong công tác đào tạo giáo viên, sinh viên, tăng cường cơ sở vật chất, tài liệu, thiết bị giảng dạy ngoại ngữ, học bổng sinh viên. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để Khoa hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo và đạt được những thành tựu đáng phấn khởi. Nhìn lại chặng đường đã qua,
Khoa Ngoại ngữ có thể tự hào vì đã phấn đấu không ngừng, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, trở thành một cơ sở đào tạo tiếng Anh có trình độ trong sự nghiệp đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao dân trí. Những thành tích mà Khoa đã đạt được không tách rời sự quan tâm chỉ đạo của nhà trường, ban giám hiệu và sự giúp đỡ quý báu của các viện, trung tâm, phòng, ban khoa trong trường và các tổ chức, cá nhân đối với sự nghiệp chồng người của Khoa. Phát huy truyền thống xây dựng phát triển, Khoa Ngoại ngữ ý thức trách nhiệm to lớn và vinh dự của mình trong công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Khoa sẽ phấn đấu hơn nữa để xây dựng Khoa Ngoại ngữ trở thành một điểm sáng trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành kỹ thuật của trường. Thank you.